lai thụy sĩ. Nhưng mà con vẫn thích Việt Nam. Ba của Camille là người thụy sĩ đúng không? Dạ. Lời nói chỉ là một lời nói, mình chứng minh bằng thực tế nó sẽ tốt hơn. Dạ, tiền con tích góp, con có lòng, con suy nghĩ là con muốn gửi cho mấy chú giúp một phần nhỏ. Người nhỏ giúp nhỏ, người lớn giúp lớn. Thông tin với cô bác của anh chị là Cami cũng tích góp được một phần, và hôm nay thì Cami thấy canh thủ hồ á. Con gửi chú, mong chú không để những lời người mạng nói chú nữa. Rồi, chúc mừng con. Con giúp nhỏ nhưng con hy vọng chú cảm nhận được tấm lòng của con. Có thể là sống cuộc đời cuối cùng với những đứa cháu của mình, có thể là vui, những thứ là vui, sẽ không có chuyện buồn nữa. Mà cũng đừng có nghĩ nhiều. Mình ở với cháu là vui lắm rồi, có một gia đình rất là đầy đủ. Con hy vọng là bà với cháu của bà sẽ là hạnh phúc tới khi nào mà bà đến cuối đời ha bà. Hàng con chúc bà sớm khỏe mạnh nữa, sống với cháu mình càng lâu càng tốt. Bà cảm ơn cháu nha. Bà cũng chúc cháu mà mạnh khỏe cái để đi lo đi những các hoàn cảnh khác nữa nha. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại công trình của anh Hợp. Và đây là cái ngôi nhà của cô Chính cùng với lại 5 người cháu của mình đó. Thì sáng nay các anh thợ cũng tiến hành một cái công đoạn đó là đổ nền. Sáng giờ mấy mẻ rồi anh Hợp? Mẻ đó là mẻ thứ 2, 6 bao đó. 6 bao đó hả? Ừ. Công trình hết cái này là khoảng bao nhiêu bao xi măng? Chắc hết này cỡ 19 bao, 19, 20 bao. 20 bao xi măng hả? Ôi trời, cái này nó hao xi măng quá ha anh Hợp ha. Bê tông mà, đổ bê tông mà. Này là chiều nay là anh Vũ xuống đây, ngày mai là anh Vũ làm được rồi hả? Mai làm, mai làm. À, bắt đầu ngày mai mình cũng sẽ dỡ cái ngôi nhà. Chiều nay dỡ luôn. Chiều nay dỡ ngôi nhà ra luôn. Chiều nay còn buổi sáng chiều dỡ. Dạ, cho hồ nó khô. Rồi cả chiều nay mình dỡ ra. Đổ này chắc cũng hết buổi trưa luôn á, hết buổi sáng luôn á. Chắc buổi sáng. Này đổ lên cũng mấy phân hả? 60 phân. 60 phân hả? 70. Tính ra thì cuốn nền từ ở dưới lên là hơn 3 tấc hả? Ừ. Hoàn thiện chắc hơn 3 tấc, có hơn 3 tấc. Nó hoàn thiện nó gạch luôn. Hôm qua chọn cái màu gạch thấy cũng dễ thương. Đẹp. Đó là lên đẹp luôn. Ủa cái tường hổ mình đi cái màu xanh luôn. Xanh một là xanh này, hai là xanh ngọc. Dạ. Đẹp. Để nó cho nó trùng với màu gạch luôn ha, với lại màu lò phong luôn. Cho trùng vô. Này anh phải mướn thêm mấy anh này hả? Mướn thêm hai người này. Hả? Mướn hai người này nè. Mướn thêm hai anh. Tiếp buổi sáng. Tiếp một buổi. Vậy là rồi. Cũng có mấy anh thanh niên ở trong cái xóm này nên cũng dễ ha. Không giờ những công việc người ta thất nghiệp dữ lắm. Dễ kiếm. Cũng vậy mà thành thử xuống ba người đó. Tại mình xuống bún rồi đó, là mình tốn thêm một ngày á, là tính ra muốn thêm phòng nữa là một ngày chạy ra là tính tiền ấy không mấy trăm ngàn rồi. Tiền trọ rồi tiền ăn của bao người ta. Nó phải thêm nhiều tiền. Nên là nữ là kiểu như là giả chiến lính đánh thuê chứ không. Coi thợ nào chính thì đi theo thì đi. Còn ví dụ những cái công việc những ngày bịch đổ bê tông mà nó cần nhiều người á, muốn thì mình phải muốn thêm. Bữa nay làm nhà là người ta sợ nhất là cái công đoạn mà đổ bê tông như thế này. Mệt đúng không? Sáng giờ là bây giờ cũng gần 9 giờ rồi mà chỉ mới có 1/3 thôi. 1/3 thôi. 3 phần. Dạ. Ồ, đổ lên nhìn cái nền này nó cực kỳ rộng. Ngôi nhà nó ngộ ngộ á, mà mỗi lần cái câu này mà Bùi Hồ cứ nói hoài. Đó là khi mà mình đào đất thấy cái khuôn viên là nhỏ xíu à. Khi mà mình lên cái nền đổ sàn, đổ ba cái bê tông lên là tự nhiên thấy cái nhà nó cực kỳ rộng luôn. Mấy lần trước á thì anh Vũ anh đi xuống vào buổi khuya, sáng anh làm, thấy vậy thì nó hơi vất vả hơn là xuống buổi chiều, sáng nó làm. Còn anh đó, anh biết đẩy xe gồ luôn thôi. Biết, đẩy chặn, muốn đẩy chặn.
chỗ đây dân, đây cũng dân lao động nè. Xe gùa đó không biết đẩy đẩy bê tông hội lật á, nặng quá nha, nặng lắm. Rồi đem ra coi hàng đó thôi. Anh lớn bữa nay là có người phụ ha, khỏe ha. Sáng giờ là ba mẻ hả anh? Dạ. Mẻ này mẻ thứ hai. Mẻ thứ hai hả? Nó văng quá trời văng luôn. Mẻ này nữa sao? Anh là hàng xóm ở đây hả? Trộn bê tông mà trộn bằng cái tay nó mệt hơn là máy ha. Rồi dằn dữ lắm. Thấy cái chiếc xe mà nó vậy đó, chứ không phải là muốn đẩy là đẩy đâu. Tại vì bê tông nó cũng lắc lư lắm. Ủa sáng nay cô chín đâu không gặp anh hả? Có cái bọc nó hay ha, giữ qua cái hồ lại. Anh Hùng gạt gạt mấy cái là bằng phẳng luôn. Mệt không anh Hùng? Cái vậy hả? Không, nhưng mà không biết gạt gạt đâu được đúng không? Cũng được, sao không được, mà nó sốc không bằng. À cọng này thì nhẹ hơn mấy ảnh chứ dữ lắm. Ồ ồ, hôm nay anh Hợp lại nhận thêm một bùi hồ. Một bùi hồ rất là trẻ mà xinh gái ha. Rồi, bé tên là Cami. Cami ở đâu Cami? Dạ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Cami nói là làm bùi hồ cực lắm. Mà mỗi lần thấy mấy chú phù hộ các nhà cho mấy tình thương thì Cami cũng muốn trải nghiệm thử, đúng không Cami? Dạ. Con năm nay học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con học lớp 8. Cami nhiêu tuổi rồi ta? Dạ con 15 tuổi. 15 tuổi. Dạ. Nhìn Cami giống Tây hơn cô quá anh chị. Dạ con lai thị sĩ. Nhưng mà con vẫn thích Việt Nam. Ba của Cami là người thụy sĩ đúng không? Dạ. Về Việt Nam phù hồ thấy nó vui hơn học ở nước ngoài không? Dạ có. Ít mấy nhất còn trải nghiệm được thực tế. Mấy xe. Mới biết mọi người cực ra sao đấy, có căn nhà. Mấy xe lớn? Lớn không? Lớn. Mấy xe à? Mấy ngày qua thì mấy xe, bốn xe, mấy xe. Làm hồ hả? Nè. Cũng bị không mà mấy xe. Kia thì Cami có lời khuyên nào để cho mấy chú không? Dạ. Hay hả? Theo con thì những công việc mình làm ra là mình chứng minh thành hành động, một lời nói cũng không thể nào mà giúp được ai hết. Nó giúp được về mặt tinh thần, nhưng mà họ cần thứ thực chất hơn để có một cuộc sống tốt hơn. Mình nên góp phần làm cho họ có một nơi ấm, tổ ấm để che nắng che mưa. Nếu như chỉ vì những lời mạng mà mình dừng lại thì họ cũng sẽ không có được những thứ mà họ đáng có. Bây giờ mình đang làm bằng sức mình, mình chỉ biết mình đang làm tốt cho họ. Lời nói chỉ là một lời nói,
mình chứng minh bằng thực tế nó sẽ tốt hơn. Và mấy chú cũng đừng có buồn, tại vì chú nên nghĩ là giờ mình đang làm như vậy là mình giúp cho những người khác có nhà ở, người ta sẽ sống được một cuộc sống tốt hơn, người ta có một cuộc đời viên mãn hơn tới từ giờ tới cuối đời. Thì mấy chú nên vui điều đó, chứ đừng có gì cộng đồng mạng. Cộng đồng mạng là những người ảo, ở trên nó không có gì là thật. Lời nói có thể là cũng chỉ là ảo mà thôi, chứ chắc họ cũng đạo đức được như con. Nên là mấy chú cứ vui đi, cứ làm đi, làm hết mình. Rồi cái gì chú làm điều tốt sẽ nhận, chú sẽ nhận lời được hết. Nên là lời nói chú đừng có nghĩ nhiều, vì giờ mình đã là người tốt rồi. Họ chỉ nói chứ chắc họ làm được. Nên là giờ chú cứ vui vẻ lên, có gì con ủng hộ chú. Hay quá, hay quá. Anh Học, hôm nay thì Cami phụ hộ anh Cảm lương mỗi ngày bao nhiêu? Dạ 10.000 một tiếng. 10.000 một tiếng hả? Ủa sao rẻ vậy? Là ngày làm 8 tiếng là có 80.000 à? Chứ giờ con làm hậu đậu gần chết, không biết có một bộ phụ đường luôn. Và giờ con lấy tiền cao con cũng không dám nhận nữa. Lần đầu tiên là anh Hậu có phụ hồ là Việt Kiều đúng không? Hay. Là ba là người Thụy Sĩ hả? Việt Kiều này đặc biệt lắm. Đặc biệt sao? Dạ phá không à. Cami rất là giỏi văn, cô bác anh chị. Trước đây thì Cami học ở Singapore nên là nữ 15 tuổi mới học lớp 8, là do sao Cami? Dạ do thứ nhất là con một năm con đi qua đó là con phải làm thủ tục rồi con mới được nhận trường, xong rồi con bị kẹt thêm một năm dịch nữa là con bị xuống hai lớp. Nếu như bây giờ con vẫn học ở Singapore thì con vẫn học được lớp 10 chứ không phải là bị tuột lớp. Nhưng mà học ở Singapore con vẫn thích ở Việt Nam hơn, là con quyết định học ở Việt Nam. Dù hơi thiệt thòi một chút xíu là về cái lớp, nhưng mà nó không có quan trọng, quan trọng là mình được ở Việt Nam. Đó, anh Hợp sau khi Cami có lời khuyên anh Hợp cảm thấy như thế nào? Không yên tâm hơn mà mạnh mẽ hơn nữa. Chưa phải mạnh mẽ tại vì chú đang giúp mọi người xây nhà, còn con giúp mọi người xúc cát. Mốt con qua là chú Hợp á, là cứ thợ hồ là con biết ở Việt Nam á là đôi khi là thứ bảy á hoặc là chủ nhật á phải lai gai với lại mấy chú cùng làm chung á, là một ngày uống rượu thì bị vợ la. Con cho lời khuyên nào cho vợ của chú có thể an tâm hơn rồi với cái nghề của chú? Dạ theo con á nha, làm nghề này rất là mệt mỏi và cực khổ. Con chỉ mới xúc cát thôi nha mà mồ hôi con chảy rất nhiều. Cái lúc mà con chưa thử á, con biết là nó cực nhưng con không biết nó cực làm sao. Thử một phần nhỏ con mới hiểu là mấy chú thật sự phải cực khổ. Một viên cạch nó không phải giống như là một hộp cát, nó không bao giờ là nhẹ nhàng. Mà xây nhà đó phải là xây tính bằng một viên, có thể tính lên tấn. Mà mỗi ngày chú vác rồi chú qua chú lại, mồ hôi áp lực gần chết. Ê anh lộn như miếng cái áp lực gần chết. Xong về nhà cơm áo gạo tiền không đủ, bị gia đình đầy la, mấy chú không nói được. Mấy chú nghĩ mấy chú là đàn ông, mấy chú phải có trách nhiệm với gia đình nên là không có dám nói những điều đó, không có dám tâm sự với ai hết. Nhưng thực chất mấy chú cũng muốn nói, biết luôn, biết đã luôn. Thay vì mấy chú nói, mấy chú quyết định uống rượu. Mấy chú có thể là uống vậy phải là nghiện. Chỉ đơn giản là mấy chú cần, chỉ đơn giản là mấy chú cần một ai đó hiểu mấy chú hơn, giống như bia. Nếu chú uống vô chú dễ nói chuyện hơn, chú đang muốn thật lòng với bản thân hơn với gia đình. Nào con. Chứ không có phải là cái gì mấy chú thích nhậu. Nên con thấy là việc uống bia này kia nó không có xấu, mấy chú chỉ muốn thật lòng với gia đình mình hơn thôi, nó dễ nói chuyện. Rồi đúng rồi. Con trải nghiệm con thấy mấy chú làm thấy sao? Dạ con thấy mấy chú cực. Giờ đó giờ con nghĩ nha, là khi mà làm xây nhà là đưa ra bản thiết kế, lắp gạch rồi xi măng là xong. Con chỉ nghĩ là phần cực của nó sẽ nằm ở cái việc là xi măng đem qua đem lại thôi, nhưng mà không, mà con trải nghiệm thì con thấy là hình như nó hơn tới mấy bước lận. Đúng rồi, giờ phải lọc cát,
xong rồi múc cát, múc đá, mà đá nó phải tự nhiên có, phải mua vật liệu, tất cả đều làm bằng mồ hôi công sức, mà lên mạng người ta lại nói này nói kia, cảm thấy giống như cái công sức của mấy chú như bị đổ sông đổ bể luôn, làm quá trời luôn, cực quá trời luôn. Nhưng mà không ai thấy, mình quay thì có nhiều người lại cho rằng nó là giả, nhưng mà mồ hôi là thiệt nè, thiệt mà thiệt. Nhìn lại giờ tay mấy chú cũng chai, chân mấy chú cũng chai thôi. Cái này đâu phải diễn, ai đâu mà diễn ngồi chà cái chân mình cho mình chai. Cái này là cực thiệt, mình làm bằng tấm lòng. Tấm lòng của mình á, cho người ta chứng minh bằng nhìn những vết tích trên cơ thể mình. Tay con nó sướng quá trời, đâu có làm gì đâu. Giờ con làm rồi, ngồi tay con run nãy giờ luôn. Con mệt, con làm con múc, con làm cái dễ nhất con còn mệt. Thử đi, mấy chú đâu phải làm một việc, làm có một chục việc hơn mỗi ngày, mỗi giờ liên tục làm một ngày 8 tiếng đồng hồ. Quay đi quánh lại chứ cần một lời động viên cũng không có. Giờ mấy chú vẫn phải tiếp tục, không dừng lại được, dừng lại đâu, nhà đâu có cho người ta ở. Vậy con hy vọng thôi. Nếu như mà mọi người thật sự muốn giúp đỡ người khác á, mình bấm like một cái, mình cảm ơn thôi, ấm lòng, góp thêm 10% công lực trong mỗi lần làm, tự nhiên người khác có nhà mình được khen vui. Vậy là ngôi nhà này là có công của con trong đó rồi. Dạ có công múc mấy xu cát. Nhưng mà công không lớn. Cũng lớn chứ bộ. Cũng lớn chứ bộ. Cũng nặng chứ. Cũng nặng á. Cũng được mấy xe gùa đó. Mấy xe gùa lớn á. Chỗ tay con đi chứ. Thôi ơi, vậy là con đặt tên mới cho con nha. Con không còn là Cami nữa. Con là Tây Lai Phụ Hồ. Tây Lai Phụ Hồ hả? Dạ. Bóc quên tạo con YouTube Tây Lai đi Phụ Hồ. Một ngày có Tây Lai. Nói chứ. Nói chứ thôi, không có đâu. Phụ thì vẫn phụ, nhưng mà làm YouTube không có đâu. Ngại lắm. Cami ơi, hôm nay là đập tiền ống heo hay sao? Dạ, tiền con tích góp. Con có lòng, con suy nghĩ là con muốn gửi cho mấy chú giúp một phần nhỏ. Người nhỏ giúp nhỏ, người lớn giúp lớn. Thông tin với cô bác của anh chị là Cami cũng tích góp được một phần, và hôm nay thì Cami thấy canh thủ hồ á. Con gửi chú, mong chú không để những lời người mạng nói chú nữa. Con giúp nhỏ nhưng con hy vọng chú cảm nhận được tấm lòng của con. Ngưng đi anh lớn cho anh ấy. Con hung quá. Này chú lớn nè. Dạ chú lớn, này chú. Chú Minh. Dạ chú Minh, con gửi chú tấm lòng nhỏ của con. Con chúc chú là có thể giúp mọi người xây nhiều căn nhà hơn. Chú giữ sức khỏe nha chú. Rồi vậy cảm ơn Cami nha. Dạ. Thôi con cảm ơn chú xây nhà mà. Thầy con gửi chú lớn. Chúc chú cũng giống chú kia là giúp mọi người xây nhiều căn nhà hơn. Nhưng mà con kêu chú lớn nói chuyện, chú lớn ít nói lắm, chú lớn ngại lên trên mạng xã hội lắm. Con chúc chú nói chuyện nhiều hơn, tự tin hơn. Mọi người có nét đẹp riêng. Chú bây giờ chú đang hồi hộp kìa. Chú hồi hộp hả chú? Chú. Vậy hai chú cố lên. Mọi người cố lên. Rồi chú Hùng ở đâu? À qua đây nè, Cami. Anh để con đi, không sao cả. Về đây. Vậy đi em mua con. Con thấy mấy chú làm nhà thiện nguyện, làm cất cho cái nhà tình thương như vậy á, con thấy thương mấy chú nhiều hơn không? Dạ có chứ. Ai con cũng thấy thương, thiệt sự làm như vậy là quá nhiều. Một căn nhà không phải là một hai ngày xong, cả tháng cả năm mới xong một căn nhà. Mặc dù làm hơi cực hay ông, nhưng mà nhìn lại người ta đêm ngủ ngon, mưa thì tránh được bão. Đôi khi như vậy thôi là đủ vui lắm rồi. Không có cần nhiều, không cần nhà sang nhà đẹp, có nơi ấm để chú là rất là vui rồi. Mà mấy chú còn cất cho một ngôi nhà vừa rộng mà vừa đẹp nữa. Vậy thì quá là tuyệt vời luôn. Tại sao con lại không thương hơn? Dạ. Chú ơi, chú tên gì vậy chú? Chú tên Hồng. Dạ chú Hồng ơi, con gửi chú con ít lòng thành.
để chú có tiếp chú sức mạnh để giúp mọi người tạo nên một căn nhà mới hơn, đẹp hơn. Như là chúc chú không để ý những người mạng nói, chúc chú có thể giữ được sức khỏe này dài để có thể tiếp tục những công việc giúp người. Dạ. Chú xin cảm ơn con Cami. Dạ. Cami. Dạ. Cami ơi, chú chia sẻ con như thế này là chú Hùng là cũng đi với chú lớn với lại chú Hợp á. Dạ. Là đi với chú là cất đến nay cũng đã 4 năm căn nhà đúng không anh Hùng? Đúng rồi. 4 năm căn nhà rồi mà mấy chú phải phải xa vợ con, thậm chí là hồi trước giờ đâu có xa vợ con nhiều đâu, nhưng mà bây giờ là phải bỏ gác việc gia đình và đi làm ở đây. Dạ. Mỗi một ngôi nhà như vậy thì phải làm khoảng hơn một tuần, chính xác là hơn một tuần, mà mọi việc vợ con đều phải gác hết, thì con có lời nào động viên đối với chú Hùng không? Dạ, con nghĩ là những lòng tốt chú đã làm cho nhiều như vậy thì chú đang quá là thiệt thòi, nhưng mà những cái lòng tốt này chú làm như vậy thì rất là cảm ơn chú. Có thể là bây giờ mình cực khổ một chút, nhưng mà con tin rằng những gì chú làm sau này chú sẽ được đền đáp rất là xứng đáng với những công của chú. Mình làm những việc như thế này là mình tích đất này kia, rồi con mình sau này sẽ lớn lên và học theo chú, nó sẽ có một cái đức tính tốt đẹp, nó sẽ là một người có ích cho xã hội này. Những điều mà hôm nay chú làm chắc chắn sẽ góp phần tạo ra một con người đẹp cho con và vợ của chú. Và vợ của chú sẽ rất tự hào ở nhà rằng chồng mình đang phụ giúp mọi người, đang cất một căn nhà cho một người để ở. Nó là một con chuyện rất là lớn lao. Cảm ơn con nghe Cami. Dạ. Chú anh cũng con động viên chú vậy chú, cảm ơn con. Dạ không, cái này là chú xứng đáng được nghe. Tại vì những công việc này là công việc rất là cao cả đối với con. Con không làm được vậy nên con thấy ai con rất là ngưỡng mộ. Thiệt. Thông tin với anh Hùng là Cami là cũng sống ở nước ngoài hồi đó giờ cũng lâu rồi, nhưng mà cái vốn sử dụng tiếng Việt của Cami cũng rất là giỏi. Lý do là từ mẹ, từ gia đình đều sinh hoạt nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt hết á. Mà ba là người Thụy Sĩ, anh Hùng là người Tây Lai á. Anh thấy giống người Tây không? Nhưng mà con quá trời luôn. Mà hôm nay là được con gửi tặng cái phần quà rất là ý nghĩa như thế này, các chú sẽ có động lực nhiều hơn. Cái tấm lòng của con thì bây giờ các chú cảm thấy quá vui và quên mệt luôn rồi kìa. Ờ vậy con càng vui chứ sao. Thiệt. Đúng mấy chú mà không mệt là con vui lắm. Tại nãy con xúc cát con mệt là con biết mấy chú mệt cỡ nào. Con mệt cỡ này nè, mấy chú mệt cỡ nào mà con xúc cát thôi nha. Mấy chú xúc đá rồi trộn xi măng làm quá trời. Không thương sao được. Đúng rồi, còn chú bên đây nè. Dạ, con gửi chú tên gì vậy? Tú. Chú Tú, con gửi chú Tú. Con chúc chú có thể là giữ sức khỏe cho sau này. Chú có vợ chưa chú? Có. Dạ, con chúc chú là chú giữ sức khỏe sau này chăm lo vợ con, cũng không phải đi xa vợ nữa. Có thể là được ở với vợ nhiều hơn, tình cảm khăng khít lâu dài. Với lại con cũng hy vọng là chú có nhiều sức khỏe để chú có thể giúp mọi người nhiều hơn nữa. Việc làm này rất là cao cả nên là chú đừng có buồn và tự ti những lời mạng nói. Mạng chỉ ảo thôi chú, con là sự thật. Con gửi chú, con chúc chú vui vẻ. Yeah. Chú Tú là dân địa phương ở đây, là người ở gốc Khmer ha anh Tú ha? Gốc Khmer. Nói một cái câu cảm ơn bằng tiếng Khmer cho nó đầy đủ anh Tú. Khmer hả? Dạ. Khmer là kêu nó cảm ơn nó sao? À? À? Không sao, cảm ơn thôi chú. Không, rồi thôi. Bây giờ cũng ngâm hồ hả? Ngâm hồ để cho bây giờ nở ngay mình mới sáo lên đúng không? Rồi, cảm ơn anh nha. À, bây giờ các anh kia tiếp tục làm thôi. Bây giờ Cami đi qua thăm cô một tí xíu ha. Gửi bà bánh tét, ăn lấy thảo. Dạ, cảm ơn. À, bà. Đợi nặng lắm mà để con lễ cho. Dạ, cảm ơn cô. À, là giúp cho con gửi bà chúc lành thành. Hy vọng là bà khỏe hơn. Có thể là sống cuộc đời cuối cùng với những đứa cháu của mình. Có thể là vui, những thứ là vui, sẽ không có chuyện buồn nữa. Bà cũng đừng có nghĩ nhiều. À, mình ở với cháu là vui lắm rồi, có một gia đình rất là đầy đủ. Con hy vọng là bà với cháu của bà sẽ là hạnh phúc tới khi nào mà bà tới cuối đời ha bà. Hàng con chúc bà sớm khỏe mạnh nữa. Dạ. Sống với cháu mình càng lâu càng tốt. Dạ, bà cảm ơn cháu nè. Dạ. Bà cũng chúc cháu
và mạnh khỏe cái để đi lo đi những các hoàn cảnh khác nữa nha. Dạ. Bà không có biết gì nói giờ tại vì không bà, được rồi bà. Bà nhân cặp của mẹ ít có biết tiếng Việt hiểu nhiều. Không sao đâu bà. Phụ hồ dạ. Hồi sáng giờ được nhiêu á? Dạ được nhiêu rồi gửi hết luôn á. Dạ được 5.000. Mua ly nước mía hết chưa? Cami biết biết con đang đứng tại chỗ này là chỗ ngủ của bà của sáu bà cháu không? Sáu bà cháu ngủ trên chiếc giường này nè. Năm cháu với lại bà là sáu. Còn có hai đứa đi học nữa. Lát nó về giờ nó chích nhíp nhíp vậy. Chứ không có chỉ có được đứa đó lớn thôi. Còn hai đứa kia thì đứa học lớp ba, đứa học lớp hai cũng chích nhíp thôi. Cái chỗ ngủ ở thời điểm hiện tại bây giờ là nó tốt hơn ngay cả bây giờ là nó tốt hơn cái nhà lúc trước của bà nữa. Cái nhà lúc trước của bà chỉ cần gập cái cọng dây thôi là nguyên nhà sập xuống. Trời ơi. Ờ? Nguy hiểm. Cột tre đó, tại vì đất dòng này nè, mưa nó... Không sao đâu bà, vì bây giờ bà sẽ có một cái tổ ấm mới. Em dưới chân á thì phải đựng cái cây, nó sống nó vững cái dây á thì nó đung lên gió, đung lên đung bất cứ giờ nào cũng hay. Dạ. Phải đựng cái dây đó là cho nó cứng lại. Nhưng giờ thì bà sẽ có một cuộc sống tốt hơn bà. Chắc chắn là từ sau khi xây trong căn nhà từ giờ đến cuối đời thì cũng chắc chắn bà sẽ không còn nỗi buồn nữa. Đỡ lo âu. Thì bà cảm ơn cáo nha. Dạ. Cho bà cũng chúc cáo có sức khỏe để đi thu hồn. Để đi các hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Xã hội gì? Ta làm cái hồ đen con bác. Không sao đen xíu mà đen này là đen khỏe mạnh, đen cứ việc mình tự tâm mình ra đen vậy con cũng chịu. Chú cảm ơn Cami ha. Dạ. Cami đã đến đây để truyền động lực cho các chú làm hồ đây có thêm một cái sức mạnh. Dạ. Đó là những cái lời nói mà động viên tinh thần cho các chú có thể mà cùng nhau hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Chúc con cùng với lại gia đình luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Dạ. Đặc biệt là học càng ngày càng giỏi. Dạ, cảm ơn chú. Ừ. Con hứa mốt mà con được thi văn thành phố, con thi con sẽ viết về mấy chú. Còn không được con cũng viết về mấy chú nữa. Cảm ơn con. À con mẹ. Chị ơi chị ơi, dạ em gửi chị chút làm thành ai nha. Chị mua cơm gạo nấu cơm cho mọi người ăn, nấu ngon cho mọi người có sức khỏe, chị cũng ăn cho chị có sức khỏe cho chị. Dạ. Nay ăn cơm gì á? Ơi, coi như là sáng nay phụ hồ xong chưa Cami? Dạ, còn cái gì con làm được con làm nữa. Con làm đủ 8 tiếng. Mà con đi như thế này con thấy vui không? Dạ vui. Giờ con làm đủ 8 tiếng con lấy 80 ngàn nè. Thì cũng gần 10 giờ nhưng mà các anh cũng mới có đổ xong mới phần nửa phần nền, chắc buổi đã sáng nay xong không anh Hợp? Xong. Tại trồng sẵn, trồng sẵn hai bả luôn đó. À, làm hai bả luôn ha. Ừ. Cũng nhờ may là có mấy anh ở dân địa phương ở đây có thêm hai người nữa chứ không mấy là phải khoảng 2 ngày ha. Ngày hôm nay là vất vả nhưng mà được nhận lại đó là mấy cô bé Cami rồi lại hỏi thăm thử ra cũng đỡ đúng không? Châu cũng cảm thấy mình cũng rất mừng. Dạ. Chuyện châu Hòa mấy anh em cũng rất mừng. Dạ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Và thưa thông tin với cô bác quý anh chị á, chiều ngày hôm nay á thì anh Vũ xuống và sáng ngày mai thì anh Vũ sẽ tiến hành làm cái phần tôn, cái phần tiền chế ở trên cũng như là lợp mái ở trên. Thì ngày hôm qua thì anh Hợp cũng đã có kêu sắt cho anh Vũ. Và bây giờ thì hôm trước thì em có gửi cho mình 30 triệu. Và hôm nay thì để cho anh có tiền để gọi vật tư á. Tại vì cũng ở xa nên thành nữ lấy đến đâu là cứ gửi tiền đến đó. Em gửi cho anh thêm 50 triệu. Anh điểm lại giùm em với. Mấy tiền này là tiền của vật tư không?
tủ không anh? 100 tờ. Dạ. Rồi. Thì cố gắng hôm nay thì cũng có Kami rồi mọi người cùng với nhau á, gửi những cái lời động viên á, thì thôi cố gắng để mà làm những cái căn nhà thiện nguyện, dù sao thì nó cũng mình cũng cảm thấy nó ở đâu làm cũng phải có tiền lương, tuy nhiên thì làm những cái ngôi nhà thiện nguyện thì mình thấy nó vui hơn anh Hợp ha. Dạ. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh cùng với lại gia đình cũng như là các anh em luôn có một cái sức khỏe dồi dào để mà càng nhiều làm nhiều cái công trình, nhiều cái ngôi nhà mới nữa. Dạ. Dạ anh có muốn nói lời nào không? Chú Bách cũng cảm ơn mà Bùi Hồ với dạ. Hai nữa Mộc Đồng với Úc Tháp với hai dạ. Nữa cảm ơn các Mạnh Thường Quân dạ. Giúp đỡ cho Úc. Dạ. Mà cô Chính. Dạ. Anh em cũng có công việc làm. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Dạ.